Đây, kênh Hai Nhóm Miền Tây chào hết thảy mấy anh em mà đam mê nuôi lươn nuôi ốc nha. Thì bữa nay Hai Nhóm Miền Tây sẽ giới thiệu cho mấy anh em là một cái con web. Con web này là cực kỳ ngon nha anh em. Nó có tên nó là CoinBit nè. Là cái chương trình nuôi chim. À, bây giờ mình nuôi chim đi. Mùa dịch này giờ là anh em mình nuôi chim. Đây, cái app này. À, cái app này thì nói chung là ít có anh em nào biết lắm ha, cái này giống như mình chơi trò chơi nha anh em. Đó. Thì nói chung á thì nó làm nó vẽ đồ họa đó, cái đồ họa ở ngoài á, thì giống như một cái trò chơi nhưng mà theo về cái thuật toán của nó là giống như là mình đào Bitcoin vậy thôi. Nó sẽ chạy cho mình á, là suốt luôn. Tại vì cái này giống như mua đầu tư vậy đó, nhưng mà mình không đầu tư nha anh em. Đó, mình cái này là mình không đầu tư ha. À, mình chỉ là làm miễn phí thôi. Đó, mới vô là nó tặng mình tới 300 mấy chục á hả, là cái tiền xu lận để mua mấy cái con chim này nè. Nó có tất cả những cái con chim ở trên ha, từ cái con sơ cấp nhất và tới cái con dữ nhất. Thì cái con sơ cấp nhất á, nó sẽ cho trứng mình á, mỗi một tiếng đồng hồ vậy á, là nó cho mình được 1 trứng, 2 trứng, 3 trứng. Nó thì cái con sơ cấp là hình như là 3 trứng. Đó, cái con xám xám đó, con cấp 1. Rồi con cấp 2 là nó cho mình hình như là 4 5 trứng gì đó trong 1 tiếng đồng hồ, thì nó cho mình suốt luôn 24 tiếng đồng hồ. Thì mình sẽ thâu hoạch cái trứng của nó. Đó, mình cứ để một mình siêng thì mình 1 tiếng đồng hồ mình vào mình lấy thôi, còn miễn mà mình không siêng thì cứ để hả là 24 tiếng đồng hồ, hoặc là để 2 3 ngày gì đó mình thích thì mình cứ vô và mình thâu nhặt trứng của nó, xong rồi mình bán trứng mình chuyển qua vàng rồi hả mình rút. Nó có hỗ trợ mình rất là nhiều ví luôn đó. Thì để một hồi mình sẽ đề cập về bên đó, bây giờ là mình hướng dẫn cho anh em mình trước ha. Là bây giờ một chút nữa cái đường link này nè là Hai Nhóm Miền Tây sẽ gài ở dưới hả, là cái phần mô tả của cái video này. Xong rồi khi mấy anh em vào thì nó sẽ là tiếng Anh nha anh em, có khi thì nó chạy về tiếng Việt đó. Nhưng mà cái con app này thì nó có nằm trên cả hai, là một là iOS và cái Android luôn. Thì bên hả bên đó đó là nó là mã nguồn đóng, còn bên cái là Android này là mã nguồn mở. Thì thường thường mã nguồn mở không thì nó sẽ bị lừa rất là cao nha. Còn bên cái iOS đó, bên đó đó là nó sẽ khó khăn hơn. Thành ra là nếu như mà cái phiên bản này nó nằm ở trên trên được cái con bên iOS luôn thì cái này là nó tỷ lệ scam sẽ rất là thấp nha anh em. Đó. Thì tại vì cái min nó hơi cao, thành ra là Hai Nhóm Miền Tây cũng chưa có rút được nữa. Thì sau khi mà mấy anh em vào cái đường link và tải về rồi chọn cái trình duyệt chờ rom, nhấp lên cái phần 3 chấm. À, nó sẽ hiện ra. Và mình sẽ là để nó ra ngoài ha, mình đem nó ra ngoài cái màn hình chính và mình dịch nó sang tiếng Việt để mà mình dễ làm, dễ thao tác ha. Sau khi mà mình vào rồi thì nó có cái phần đăng ký là ở bên đây nè anh em, đây. Cái phần đăng ký là đầu tiên hết trơn ha, là nó để nè. Là cái tiền đồng nó cho mình ha, nó cho tiền mình nè. Rồi cái phần tiền mà mình bán trứng chim là nó ở dưới, là cái thỏi vàng đó. Mình được bao nhiêu thỏi vàng thì nó cộng ở phần dưới ha. Còn cái phần mà hả là nó vô á, là nó bắt mình á, là phải đăng nhập là cũng cái khung ở trên này luôn, ngay chân cái khung mà để cái vàng đây nè, nó ở trên khung này nè, để vàng đây ha. Thì nó để mình là nó bắt mình phải đăng nhập bằng cái là tài khoản á, là Gmail nha anh em. Nó bắt mình phải đăng nhập bằng cái tài khoản Gmail thôi. Vậy là được rồi, cái tài khoản Gmail ở trong máy. Sau này mấy anh em mình đó là cứ chuyển qua bên máy khác hay gì đó, mình cứ nhập đúng cái tài khoản Gmail thì mình vô. Thì bây giờ cái xu hướng bây giờ là Hai Nhái Miền Tây sẽ là mình là làm những cái con web, những cái con app nào mà đăng ký cực kỳ dễ, không có rườm rà. Và cái ưu điểm nữa là phải là chạy là phải là auto đó, chứ mình không cần phải làm gì cho mất công nó mệt ha. Nó auto và đăng ký thì dễ rồi.
chỉ vậy thôi. Rồi bắt đầu á là sau khi mà mình vào á là mình mua đây nè anh em. Nó cái tiền vàng ở trên đó ha, là mình vào mình mua. Nó có 28 cái đồng vàng thì mình mua được á là một con. Thì cái này là hai nhái miền Tây mua được 3 con này, cái con trên cùng hết trơn mình mua được 3 con rồi nè. Còn cái con ở dưới mình cũng mua được 3 con nữa. Nó tới 120 đồng vàng này thì mình mua. Thì sau khi có giờ thì nó đẻ nè, trong hả 1 giờ là nó sẽ đẻ cho mình thôi đó. Rồi cứ đúng 1 tiếng đồng hồ thì nó đẻ cho mình đó, nhưng mà nó chạy suốt nha anh em đó, mình cứ thâu nhặt nó thôi đó. Rồi xong rồi mình về á là mình cứ bán. Rồi khi mà sau 24 tiếng đồng hồ nó cho mình nhận cái phần phần thưởng ngày đó, mình vô mình nhận phần thưởng ngày thì mình được cái đồng vàng này, thì mình tích khoảng chừng vài 3 ngày gì đó bắt đầu là mình mua thêm từng con nữa nha. Đó, chứ mình không có phải là lấy cái tiền mà đồng cái thỏi vàng để mà mình mua đâu. Đó, cái tiền ở trên đó, đó. Còn khi mà mình nạp vô cũng vậy, nạp vô là nó cho mình được cái tiền tên thôi, cái tiền tiền ở trên nè chứ không phải là ở dưới ha. Thì bây giờ là mình không nạp nha anh em, mà mình chơi free thôi, mình đừng nạp. Rồi còn cái phần mà rút á rất là dễ dễ rồi, cái phần mà rút tiền nè đó, mở cho nó lớn lên đây nè, cái kho ha, bán trứng chim, kho trứng chim, bán trứng chim, tiền thưởng hàng ngày nè. Nó mình vô cái phần tiền thưởng hàng ngày và mình nhận nhận tiền thưởng để mình tích lũy để mình mua thêm chim ha. Rồi còn cái kho trứng thì sau khi mấy anh em vào cái kho thì nó sẽ chứa đựng những cái loại trứng mà từng cái loại chim nó đẻ, trứng màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì đó. Xong rồi bắt đầu là những cái con chim mà nó đẻ mình chưa thu nhặt á, mình sẽ nhặt nó về cái kho này và mình qua mình bán thì nó sẽ cho mình tiền thôi. Rồi còn cái phần mà mình rút rút tiền đây đó, tính toán và thu nhập ha. Rồi mình nhấp vô cái tính toán và thu nhập đây, phóng cho nó to lên chút đây, nó để ở trên đây đây anh em. Đấy, cái số này là cái số tiền ha, cái số tiền với cái số đồng vàng mà sau 24 giờ từng con nó đẻ ra cho mình ha. Thì cái này mấy anh em nghiên cứu thêm nha, mình không có nói thêm ha. Rồi còn cái phần mà rút tiền thì nó nằm ngay trên cái chữ tiền luôn nè anh em. Đây. Đó. Thì khi mà dịch qua tiếng Việt thì nó rất là dễ nha anh em. Đây mình rút tiền thì mình nhấp vào cái phần rút tiền nè. Đó. Rồi trong cái phần rút tiền này thì nó có hỗ trợ mình rất có nhiều cái cách để rút. Rút qua ví là Payeer nè. Ha. Rồi nói chung là có nhiều cái ví Visa đồ mà Ulusubu thì kệ cha nó đi, mình giờ mình cứ nhấp vào cái phần hả là PayPal à, mình rất là thích vào cái phần PayPal thì mình nhấp qua cái phần PayPal nha anh em để mà mình rút đây. Rồi xong rồi bắt đầu sau khi mà mình về được PayPal thì anh em phải đăng ký cái tài khoản PayPal nha. Đó. Rồi có cái tài khoản PayPal rồi, cái khung ở trên hết trơn ha, khung trên cùng trơn á là mình cài cái hả là cái tài khoản của mình vô đây nha, cái địa chỉ ví PayPal của mình vô đó. Xong rồi nè, ở dưới nó đọc là bạn bạn cung cấp tài nguyên vàng ha, là cái min rút của nó là 744.720 cái thanh vàng thì mình mới rút được. Và mình đổi là ở dưới đây mình đổi tiền nè, mình nhấp vô cái phần này nè, nó kêu mình rút bằng hả là đô la Mỹ đi ha, hay là RUB nè, rúp gì đó ha, mình nhấp vô cái phần đô la Mỹ thì nó chuyển qua cho mình như vậy. Nó đổi qua cái phần là nó báo cho mình biết là bao nhiêu cái đồng vàng nè, 615.000 ha, 475 cái đồng vàng này thì đổi được, quy đổi ra được là 719.6 đô la nha. Rồi bắt đầu mình bấm vô cái phần đặt hàng thanh toán là nó sẽ báo cho mình tổng số ví tiền đồ ở dưới này cho mình. Đó là nó về cái PayPal mình đó. Rồi còn cái này mình chưa rút nha anh em, tại chưa đủ min rút, con này mình mới săn lùng được bữa nay thôi, hầu như là rất là hiếm luôn đó. Bây giờ có lục ở trên đó hả là cái YouTube đi chăng nữa thì nó cũng rất là hiếm nha đó, rất là hiếm cái con này luôn. Thì con này thì bây giờ mình chỉ giới thiệu cho mấy anh em tới đây thôi đó. Mình chơi là free mà mình chơi là rồi mình cứ mai chủ phước thầy đi, mình làm nhiều con này nó cũng nhẹ chứ nó cực kỳ nhẹ chứ nó cũng không có nặng.
thì mình nó chạy suốt 24/24, lâu lâu cái mình chực nhớ ý mình còn chim lâu lâu mình chực nhớ ý mình còn chim, mình chưa thâu nhặt trứng, mình vô cái mình lấy trứng, mình thấy cũng vui vui. Cái này chơi vừa vui mà vừa có tiền nữa. Rồi còn cái phần mà giao tiếp với anh em đồ này thì kia thì tự mấy anh em mình đó là nghiên cứu đi nha. Còn hai nhóm miền Tây thì không có nghiên cứu cái phần đó. Rồi một hồi nữa mình sẽ ghim cái phần nữa hả, là link ở dưới thì mấy anh em thích thì cứ tải về chơi ha. Rồi nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ cho hai nhóm miền Tây nha anh em. Nếu như mà anh em nào mới ha thì mình nhấn vô cái phần đăng ký kênh rồi nhấn vào cái chuông để cập nhật những cái thông tin mới nữa. Rồi hai nhóm miền Tây sẽ đưa lên từ từ vậy đó. Thì nó sẽ báo cho mấy anh em biết ha. Rồi hai nhóm miền Tây chào hết mấy anh em mình luôn nha. Rồi nhớ tránh dịch, giữ gìn sức khỏe nha anh em.